Lên đồ cho chiếc Mazda 3 2024 này, mới tinh các bác nhá. Đây, mới tinh từ hãng ra. Đấy. Xe mới tinh thì mình cần làm gì đúng không? Đấy, thứ nhất là dán mấy cái bảo vệ màn hình này. Đấy, PPF đây á các bác nhá, PPF này. Đấy, dán tất cả cái khu bệ tì tay này, màn hình này. Đấy, những cái vị trí mà dễ gây xước. Nó đặc biệt này, nó là kiểu dạng phay xước này và móng tay mà quệt vào nhìn vệt nó ra rất là rõ luôn. Đấy, thứ hai là không thể thiếu đó là trang bị bộ camera để ghi hình, ghi lại những cái hành trình mà mình di chuyển trên đường. Đấy, sau này nếu mà các bác có không may xảy ra va chạm, mình có thể trích xuất cái video đấy, để bảo vệ an toàn cho mình đúng không ạ? Đó, sơ qua là như vậy. Và tiếp theo sau khi dán xong thì chúng ta sẽ làm thêm bộ phim cách nhiệt. Đấy, như vậy là về cơ bản là một chiếc xe mới. Đấy, là các bác cần dán đây. Cái này thì là cái ni lông này, bóc ni lông đi, mình sẽ dán PPF giống tương tự như thế này và nó sẽ kín hơn nha các bác nhé. Đấy, và PPF nó là dạng PPF tự phục hồi. Sau này có những cái vết xước như thế này nhá. Đấy, các bác có thể cọ xước như này thì mình có thể hơ qua cái nhiệt nó nóng, nó sẽ co lại, nó phục hồi lại như cái tình trạng mới như ban đầu luôn. Đó. Bác nào cần làm dịch vụ gì cho xe mới của mình thì hãy qua Akala các bác nhé.